đủ cơm nước của tao. Đi cho tiền luôn. Sao mày làm được vậy? Không phải đâu. Đi về đây. Anh. Nói điên à? Anh đi. Anh à, gì vậy? Anh muốn gì? Còn còn cơm mà. Còn cá nữa. Dạ. Thì lấy cho em hai hộp. Hai hộp. Dạ. Hai hộp cơm nè. Đây gì vậy? Mọi người, hiện tại bây giờ thì Kim Chi đang ở đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh và quán cơm Bé Hai. Chi cùng với ekip đang ngồi ở đây và chuẩn bị thực hiện một cái chương trình để phục vụ quý vị khán giả. Chương trình được mang tên Thử Mới Biết, Liều Mới Được. Rất là vui ngày hôm nay là Kim Thành đã chấp nhận Kim Chi vào đây. Giống như là Kim Chi đang xin việc, ngày hôm nay thì cô đến đây xin việc. Con nhận cô vào làm nhân viên của con có được không? Rồi, ok. Nhưng cái điều quan trọng là cô làm được hay không? Đó, đó là thử thách, đó là thử thách cho nên cô mới làm chương trình này. Thì hiện tại bây giờ thì quán cơm của chúng ta đã có người đến mua rồi. Và lát nữa Kim Chi sẽ hóa thân và Kim Chi sẽ bịt mặt như thế này. Và sau đó là đội cái nón này lên và thay đổi toàn bộ diện mạo của mình để trở thành một người bán cơm thực sự. Và chắc có lẽ là Kim Thành sẽ giúp cô. Lát nữa thì chúng ta sẽ không gọi là cô với con nữa mà chúng ta sẽ gọi là chị Út đi ha. Còn này là bé Hai. Đây là bé Hai, còn đây là chị Út. Rồi bây giờ thì Kim Chi sẽ đi thay đổi diện mạo của mình để trở thành một người bán cơm thật sự. Rồi mọi người hãy chờ xem nhé. Đó, cá hường, cá ngừ cũng người một con khứa. Còn như tép, thịt khơ tiêu hay là lòng đồ nè, là chị cứ lấy đúng một phần. Còn mấy cái này, cái rau lòng xào mướp là chị cứ lấy đúng một phần ăn của mình ăn sao thì chị lấy cho khách vậy. Rồi. Đó nha. Rồi cái còn cái thịt củ thịt khơ trứng này nè. Là một cái trứng, ba cục thịt là thành phần. Ok. Cái hộp này là để mình múc và ăn nè, để vô vậy nè. Cho nước nó không bị chảy á, không chị lấy nắp lại nó lịch sự hơn. Thế là mang về hay không? Đúng rồi, mang về. Còn cái này là để đựng cá chiên, đồ khô. Đó, vậy đó. Rồi, vậy là cứ khách tới là chị đúng rồi, làm khách y chang. Rồi khi mà khách mà ăn thì chị lấy dĩa cho anh nè. Đó, chị bưng ra nha. Nhưng mà khi mà đông quá đó thì chị ra chị phụ lấy đồ xào rồi bưng cơm. Chị bưng ra luôn. Đúng rồi, em đứng bắt đồ ăn. Còn ví dụ lai thì chị tập chị đứng rồi, về bán. Cuối buổi nhớ trả lương cho tôi nha. Thì đương nhiên không lẽ em quật chị. Ok. Rồi. Để đợi rồi có khách. Tiên. Nè, chị nói em phải lực đợt nãy mặc đồ thấy gớm không? Giờ lên hình mặc áo cao cho nó nổi xíu. Để bằng chị. Mọi khi làm mà cái gì? Trời ơi, mặc đồ bộ nè, em mặc đồ đẹp thấy gớm rồi chị coi nè. Nè đó nè. Nè, ra gì đó. Kéo lại che cho nó nổi xíu. Thấy cái tiền là chị cầm hay em cầm ta? Em cầm giống lại chị cầm trời. Quán em. Chị này. Nhưng mà mướn chị vô là chị làm chủ hay là mướn chị vô chị làm em mướn chị làm phục vụ với làm lại hả? Làm mồi làm tổ làm tớ. Trời trời chị xin em mà. Cơm hả em? Em ăn cái gì? Cái này gà. À, cái này là sườn non. À, sườn non. Sườn non. Bé này mới xin việc làm, nó đâm ra nó hơi lộng trọng. Cái đó là gà em. Gà sợ ớt. Một phần. Em một hộp, một hộp. Em ăn gà. Đây nè, đây nè, chị cơm, cái này là chị. Cơm, em mới vừa dặn chị nè. Nước là phải bỏ vào cái này. Đó. Đó. Một hộp ít chưa? Tại chị mới vô làm á cưng. Cho nên là gì ra nó hơi bị không có quen. A few moments later. Nè, khách
lát nước uống nước nha chị. Trời em tốt bụng quá à. Trời ơi, nhân viên là cha là mẹ đó chị. Đây hai hộp cá. Cho hai mắm chua ngọt. Xương này hả? Mang về hả? Thôi chứ. À, ăn đây. Ăn đây. Ừ, cũng rồi, được. Đi đường. Em đi ra đi chị bưng ra cho em. Đó. Dạ tôi đi đường kia rồi. Sao sáng vậy? Hỏi anh 34. Chỉ cho chị múc canh đi, chỉ cho chị múc canh đi. Rồi, cảm ơn anh. Chị bưng xong múc chén canh á. Chén em để đây nè. Một hộp thịt kho tiêu. Nè chị, kho tiêu. Đúng mấy hộp thịt kho tiêu đó là cái đó đã trong. Một hộp. Không, cái này là hai hộp nha, hộp cá nè. Có cho thêm bình nước mắm nha. Rồi, được rồi chị. Rồi, ok. Đây, hai hộp có của anh ngoài không? Đường. Còn hai hộp luôn hả? Hai ngoài đường hai hộp. Anh là gì vậy? Thịt kho tiêu hả? Thịt kho trứng hả kho tiêu? Rồi thịt kho trứng đi chị. Một cái trứng ba cục thịt cho em. Của anh ngoài đường nha. Ba ngàn hả? Dạ 22. Rồi đúng rồi đấy chị. Đây một hộp. Hai hộp hả một? Hai. Hai hộp lận nha. Còn nước cá em để dưới đây này nha, hết chị lấy. Thịt kho tiêu phải không? Thịt kho tiêu nữa. Nhiều cái đó chị làm nhiều quá, chết em chị. Trời ơi trời, em dặn chị nãy rồi đó. Chị không có được mê trai giống em nha. Chị mê trai cái là bắt đầu chị lấy nhiều cho người ta. Em thông cảm, chị mới vô làm á. Làm nhiều tốt mà. Mình em đủ rồi mà em hết vô. Chị thấy không nè, 44 ngàn. 44 ngàn. Đó chị thấy không, em tính có 22 vậy đó. Em bao 45 cũng được. Em bao cho chị 1 ngàn đi, chiều tối chị lấy được 1 ngàn tiền. Đó chị thấy không? Cảm ơn em nha. 27 thôi, 23 đó. Chị thấy em mấy người làm không? Giờ thêm chị nữa. Ừ. À, thôi là 23. Chị nữa là 4 người làm. 1, 2, 3, chị nữa là 4. Chị ăn gì vậy? Mấy cá? Một hộp đậu hũ. Chị ăn gì? Mang về hả? Ăn ở đây. Chả cá hả chị? Chả cá. À, chị đang dễ chị. Rồi, chị làm sao chị bưng lại giúp em không nha. Nè, đậu hũ. Thôi, đúng rồi, được rồi chị. Bưng lại giúp em. Nó chén canh luôn nha chị. Canh đâu? Nó chỉ chén canh. Đó, cô thấy chưa? Ừ. Sao? Hơn là hôm nay là chủ nhật á. Ờ. Khách nó vắng vậy đó mà nó còn nhận ra cô đó. Mai là con kêu cô vô đây ngồi nói chuyện chứ mà đứng ở ngoài là lát không mà hồi nãy con cũng hay thiệt á, trời ơi chị út gì tùm lum hết trơn, thấy ghê thiệt á.
Trời ơi, mấy con làm diễn viên đi. Ừ. Thì trời ơi, con là đóng ra hơi bị xuất sắc luôn đó. Không, nhưng mà hồi nãy mình đi vào thực tế mình mới biết được á là cái nghề mà nấu ăn của con nó cực quá ha, sáng con sớm 4 giờ sáng dậy rồi đó. Đúng không? 4 giờ sáng có khi là 5 giờ đi, con cho là 5 giờ đi. Ừ. Rồi bắt đầu đi chợ. Ừ. Đi chợ xong rồi về phụ với mấy chị rửa, tại nấu tới 20 tới 25 món lận. Cô quá cái trời vậy đó, quá trời món luôn, 23 món là cùng. Ừ. Đó là bèo lắm là cũng phải 9 giờ rưỡi. Ừ. Là phải đủ hết tất cả các món. Ừ. Trễ lắm là 10 giờ. À. Xong rồi là tối thì mấy giờ con ngủ? Tối là con có khi con đi xô với lại mọi người. À vậy hả? Có đi xô nữa hả? Nữa. Ừ. Vui, niềm đam mê mà. Không có xô thì con ở nhà. Xả stress đúng không? Đúng. Ừ. Hình như con giống như là đi xô. Rồi mấy giờ tối mấy giờ ngủ? Thường là mấy giờ ngủ? Có khi 1 giờ rưỡi, có khi 2 giờ đêm. Rồi xong rồi 4 giờ dậy rồi. Vậy một ngày có ngủ được nhiêu đâu? Nhưng mà vẫn mập. Có thấy không? Không, nhiều khi hửi mấy cái đồ ăn đó, hết đồ ăn đúng không? Cho nên là nó mập á. À, công nhận. Khi mà cô hóa thân vào một cái người bán cơm rồi thì cô mới hiểu được là cái sự vất vả cũng như là cái sự tận tụy chịu khó của một cái người làm một cái quán cơm như vậy. Tuy là một cái quán cơm nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà nó cũng làm cho mình phải bươn chải nè, phải toàn tâm toàn ý thì mới có khách đúng không? Những cái món ăn của mình làm ra thì khách ăn, người ta cảm thấy hài lòng thì người ta mới quay lại. Okay. Hơn là hôm ngày hôm nay là ngày chủ nhật á. Nó là mà lai ra như vậy mà cô đã rồi. Thấy mệt như vậy rồi. Còn thứ những cái ngày thứ thường ba, thì thứ sao? Thứ tư là cô nói là cô đông lắm gọi là cô giống như là bị rối luôn là cô. Quạo với bực mình luôn, tại vì hồi nãy con quạo rồi, cô la cô quạo rồi, lúc là khi là hơn là chỉ có nó chỉ là một phần nửa như vậy thôi. Ừ. Chứ nếu mà thứ hai tới thứ sáu mà cái giờ đó ừ. là giống như là không phải quán cơm mà nó là một cái quán từ thiện. À. Là khách đứng bu luôn, bu là bắt đầu cơm là cô múc là cô không cần bưng vô, là khách đứng tự tại bưng. Chỗ cầm đó. Có khi nào mà khách tự bưng luôn, khách tự lấy luôn không? Có khi mà khách đông á là khách tự lại múc canh, à. Khách tự lại gắp đồ xào lấy ra, nói chung là khách tự hết. Không, nhưng mà đông vậy vui đúng không? Vui, với lại con thấy là làm như vậy khách ta thích hơn, ừ. với là người ta tự phục vụ. Đúng rồi. Không phải phải qua tới mình, còn qua tới mình thì mình phải đợi tại quá đông. Ừ, đúng rồi. Đó, dễ thương. Là như vậy. Trời, tại vì cô không thử thách mà, nếu mà cô quay cái ngày mà thứ hai thứ ba con nói là bảo đảm sẽ không bao giờ cô quay được. Không, bữa nào cô sẽ đến cô làm, không cần phải quay, cô đến cô làm, cô phụ con một ngày. Cô sẽ đói gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là Kim Chi đã trải qua một cái buổi làm việc và Kim Chi hóa thân thành một cái người phụ nữ bán cơm. Cơm bình dân ở ngoài lề đường thôi, nhưng mà cũng cảm thấy là rất là thú vị và cũng mong rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái chương trình này của Kim Chi nhé. Còn bây giờ thì Kim Chi cũng như Kim Thành xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại.